Má trời nóng quá, ai đồ mưa ác trời. Ồn ào. Không hiểu sao không chịu đi. Nó nói gì quánh. Nhưng mà em không nghĩ sao anh tự nhiên cái thể loại chán vậy. Thôi tụi bay ồn lắm rồi nha. Rồi từ nãy giờ tao ồn lắm rồi. Tụi bay nói mà tao nghe, tao đeo tai nghe tao còn nghe tụi bay nói nữa. Mày đeo tai nghe mày nghe tao nói hả? Chứ gì nữa, là cái miệng tao mày ồn lắm á. Nhưng mà tao không đeo tai nghe nhưng tao vẫn nghe nhạc mày hát nè. Nghe kiểu gì? Cái kiểu này nè. Má rẻ luôn. Cái kiểu đeo tai nghe mà không cắm vô đó. Tao mở cái loa cả xóm nghe đó. Sao nhìn mặt hai tụi bay à, tao thấy quế tèo rồi đó. Nhìn mặt mày chắc quế hơn. Ủa mắt về sống đi vô phòng đi, ngồi ngoài đây làm chi? Ngồi ngoài đây cấm mà, pháp luật cấm mà, có bạn nào cấm không nào. Chỗ tao đang ngồi rồi vô còn kiếm chuyện. À chỗ mày đang ngồi không được ngồi gần. Mắc gì không, hồi mắc nhắc khéo người ta đi, làm gì căng thẳng như vậy. Ai căng thẳng đâu, tao tính nhắc cái mày. Sao gặp cái mặt mày là cái lộn liền, gặp cái mặt mày là cái lộn không bao giờ mà có một cái kết cục nào khác luôn á. Mày ganh tị với tao đó. Chắc tao thèm ganh tị với mày á. Muốn tao mà đâu có được. Muốn với mày để làm cái gì? Hai anh cãi lộn mà to hơn tiếng nhạc luôn á. Nên tao ngồi nghe cái nhạc cũng kỳ nữa. Nghe nhạc ai không nhạc, nghe nhạc người này. Người nào? Người này đó. Người này người nào? Tao biết tên ca sĩ, tao nói làm gì. Thì mày nói làm gì? Tao chỉ nghe cái gu âm nhạc của người ta. Cũng nghe được không nghe được thôi. Nghe kéo còn nói chứ. Nữa. Ca sĩ gì đây? Ca sĩ gì? Họ nhìn làm gì? Tôi coi gì kệ tao, tôi nghe gì kệ tao. Có làm gì bài bài sao không dám cho người ta coi. Quá trời ồn luôn thiệt, cái không có ngày nào mà yên ổn được với tụi bay. Em nói nó hoài, nó có chuyện nghe em đâu. Thôi em đi à. Ủa, quá, đi đi đi, nó sắp ly bự vậy. Đi chơi. Cái gì? Anh kể đi chơi với ai? Chơi với ai hỏi chi mày? Thì em đâu quan tâm cái đó đâu, nhưng mà anh kể đi mua cái em nha. Mày không quan tâm anh thì mày đợi mua quà làm gì? Đúng rồi, đúng không? Nhưng mà em phải có. Thôi anh đi. Lại cho em đã, không anh đi, anh đi, bye. Vậy là anh cái không muốn quà cho chúng ta. Ê, xui rồi. Xui? Anh cá đi chuyến này xui rồi. Không, tao cũng xui nữa. Xui gì xui? Tao ở nhà chung hay tụi bay là tao xui á. Câu đó tao nói mới đúng á. Mắc gì mày nói. Ồ, nhưng mà sao anh cá xui vậy Lý? Ồ, chuyến này lạnh ít dữ nhiều nha. Ghê vậy? Ừ. Tao cảm giác như bữa nay anh cá bị bể kèo. Lý do là trời mưa. Ủa sao anh biết trời mưa? Sao tên Thiên Lý mà mày, cái chữ Thiên nó nằm trong cái tên tao mà thấy không? Thiên Lý là lý luận của Thiên. Thôi đi ông nội ơi. Có mày tin lời nó thôi, chứ trên đời này nó nói gì không bao giờ xảy ra đâu, mày đừng có lo. Ý là mày không tin tao? Chứ cái mặt tao đi tin mày. Thì bây giờ thí dụ mà tao nói đúng rồi, trời mưa xuống đi, mày dám cởi chuồng 80 với tao? Nếu mà trời mưa hả, tao sẽ cởi chuồng 80 với mày. Đồng thời đó, tao còn chụp hình tao đăng lên trên mạng xã hội nữa. Ok không? Mày chắc chưa? Tao chắc. Trời ơi, mày bị kéo cái mệnh của tao nữa. Lạnh lắm luôn á. Tao cũng lạnh vậy. Tụi bay là nít 3 tuổi hả? Ai bày ghế trò cởi chuồng 80 vậy? Ai ngoan chưa để của anh nữa. Ê, mày đừng có đổ thừa nha. Cái này mày thua tao rồi, bây giờ mày nói à. Ai kêu mày bày kẹo không chị? Bày kẹo với mày chơi. Mày đặt kèo. Kèo gì? Thì nó nói kêu anh vừa ra khỏi nhà là trời mưa chắc luôn á. Nếu mà đúng hả, là bắt cả đám cởi chuồng tắm mưa đó. Quan trọng là nó thách em, nó kêu em nói xạo. Rồi bây giờ nó thua kèo cái nó đổ thừa em mất dạy không? Ủa mất dạy gì? Ai kêu mày bậy ra cái trò đó chi, vợ quyên đám bệnh nằm đây luôn à. Ok mày theo chứ, bây giờ bệnh theo đổ thừa tao. Ủa mày kêu tao phải làm theo mày chứ. Ủa có chuyện gì của tao cha mày, sao tao nói mày nghe theo vậy? Trời ơi, tao không làm theo mày mất công cái miệng mày còn chửi tao thiệt. Cho mày cái khăn em. Mày nhiều khi anh sợ cái miệng này thiệt luôn Lý. Mất thì sợ cái miệng em, cởi chuồng 80 sợ cái miệng. Cái miệng nó có tắm đâu. Mày nằm nghỉ đó đi. Đó bụng quá cả rồi. Không sao đâu. Tụi bay biết bao nhiêu fan, tụi bay còn không có gần nữa. Cởi chuồng 80 không sao đâu. Chả nấu gì ăn cho. Đứt quá. Vậy nấu không nổi, nhờ anh cá nấu. Cái kéo nó lành. Mày á, mốt bớt đổ thừa tao đi nha con. Nhưng mà cái khăn này đắp cho nó đỡ. Sao nó ấm vậy ta? Lâu nắp nãy giờ. Mày nghe tao nói không? Nói gì? Tao kêu mày mốt bớt đổ thừa tao đi nha. Bớt thách tao đi. Nghe anh ơi, nhưng mà tính ra anh cá bị mất chuyến đi chơi
giỏi ghê ha. Ê, bây giờ không lẽ tao xin cá tao quánh hai đứa bay chứ. Tao có cái trò này nè, chùm mình vô. Chùm mình vô. Thôi ê, anh ra cháu đi. Đúng rồi, tao. Em chỉ cái. Rồi, 52. Đó, 46. Có 90. Ba ba. Cá lóc cá chip cá dít cá bông cá lòng tông xèo. Xèo hoài. Mua giùm em đi chợ má anh ba đánh đòn. Thôi mấy anh. Số 1. Kinh. Không có. Kiếm gì cả. Cái mày ơi. Trời ơi. Ê da. Ê. 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 Ba bốn ai có không? Tam hợp kia là ai? Tam hợp kia gồm ai? Ba đứa tôi chứ ai làm gì có hợp tam thứ hai. Nhóm tôi